Đây nha các bạn, hôm nay thì tôi với một số anh em nữa đi bắt ếch nha, bắt ếch ở Phú Quốc nha. Đấy, tình cờ gặp nhau bây giờ đi review luôn để coi cái cảnh bắt ếch như thế nào. Ok nè ông nội ơi, đây nè. Đây nha các bạn, vô mấy bụi lùm này nha. Đâu có chưa, có chưa? Chưa có, có, đợi với cha. Đâu rồi? Đâu? Đây. Đây các bạn, đây là ếch nè, đây coi. Đây. Đây nè, cầm đưa lên cây ông nội. Đưa mẹ ra cho kiếm ngàn lai ngay triệu lai. Đây nè. Đây, đó, cắm hết cái này các bạn. Được đó, ngon đó. Ừ, thêm giác ơi. Đây nha bạn. Nè, càng câu dính được ếch nha bạn. Đó, rất hấp dẫn nha. Đó, bây giờ đi tiếp tục đi, hy vọng là tối nay được nhiều ếch. Rồi cái này là mình cầm hồi lúc chừng nào anh? Chiều á. Hồi chiều đó ha. Bao cũng gánh gánh thì cầm được cũng ngon trời. Đây bỏ vô bao nha. Đây là gì? Đồ ăn ếch hả? Là cầm lại ha. Cầm lại rồi sáng ra kiếm nữa. À, cũng hay đó. Đây nha, sau khi bắt được con ếch bây giờ là đẩy mồi vô lại nha, để sáng đi thăm lại, hy vọng là cũng có ếch nữa. À, đẩy lên chiếc lá vậy đó ha. Đây nè, đẩy lên chiếc lá này nha. Đấy. Lịch sự. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Thám hiểm rừng xanh nha các bạn. Đâu, từ từ đợi chút. Từ. Đâu? Ờ kìa. Đây. Đây nha, dính đường con nha các bạn. Đó. Nó nhảy rồi. Đấy. Đó đây. Đó, ngon nha các bạn. Xe chết anh ơi. Đây anh trên đây thì cầm bao, còn anh này thì bắt ếch. Đây, đây ếch hai ha, ngon nha. Ở Phú Quốc á. Không phải ếch miền Tây không. Đây tiếp tục các bạn, tiếp tục đi qua cánh rừng đây nha. Đâu rồi, có không? Còn mồi là chưa ăn rồi. Vậy là cấm dọc theo cái đường nước này hả? Có cái gì dài xuống kia không đi ông nội ơi. Đây nha, đi dọc qua con nước này nha các bạn. Thôi bỏ thôi nha anh quay. Rồi, lôi qua đèo qua suối nha các bạn. Mới vậy. Mới vậy ăn đi nha. Đây bây giờ ra cái lậu rồi nè. Đây nha các bạn, bây giờ đi vòng vòng ở chỗ này nha. Để kiếm mấy con ếch. Có dễ ăn này các bạn. Đi luồn theo những cái con nước này để mà tìm những cái cây gần câu đã cắm từ trước đó. Có ếch không? Dính gì đúng không? Dính nha các bạn. Nó bị chết luôn vậy nè. Chưa. Dậy quá rồi. À, đấy. Đây nha, đây bắt dính đường ếch này nha. Ê, quá, luôn, quá luôn đúng không? Rồi, còn nhảy đó nha, cũng to đó. Đi làm vô này không? Đi làm luôn á. Qua đây đi, đừng vội vàng. À, đấy, khi bắt xong hết cho người cắm lại nha, để lại cục mồi lại nè. Đấy. Đấy, tiếp tục đi qua đây nha. Đây, cục mồi đó nha. Cục mồi xanh xanh đó nha. Ếch chưa ăn. Có không? Ừ. Rồi, ok. Quay lên coi nè.
hành trình bỏ vô bao. Bỏ bao rồi bỏ hỏng. Mai tập lên cùng cái gì ăn được không? Có không, có không? Chừng mấy con ếch nó nhảy á. Kìa nó nhảy kìa. Kìa nó nổi con gì bự kìa. Cóc cái gì á. Nè ông nổi nó bự cực bành kia luôn. Nè em bự nè. Nhảy quá à. Nè cầm chưa. Ờ nó nhảy đâu đó, con ếch bự bành kia luôn nội ơi. Ờ nhảy thích gì đó đó. Sao bắt được nó không nội, mất tiêu rồi. Không biết con ếch ăn cóc bự. Chạy mất tiêu rồi. Chạy mất tiêu rồi.